Ukraine giằng co khốc liệt giành trận địa Kursk, mất hơn 28.000 quân. Nóng khắp các mặt trận, thương vong tổn thất nặng hai bên. Chiến sự Ukraine ngày hôm nay, Kurakhovka đã sụp đổ, Ukraine rút chạy. Tin khẩn về 7 vạn quân ở Donbass, Anh dục Kiev rút khỏi Kursk, điều chưa từng thấy đã đến với Nga. Ngày 1 tháng 11 đưa tin, tại mặt trận Kursk ở nhiều khu vực khác nhau trên mặt trận, giao tranh vẫn tiếp diễn nhằm đẩy lùi các cuộc tấn công của lực lượng vũ trang Ukraine, sau đó là những cuộc phản công của lực lượng Nga. Thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho biết lực lượng vũ trang Ukraine có thể đã sử dụng máy bay chiến đấu F-16 ở khu vực biên giới với Nga, tuy nhiên thông tin này vẫn chưa được xác nhận. Cả nguồn tin của Nga và Ukraine đều công bố ít dữ liệu hơn về tình hình ở Kursk, có thể do điều kiện thời tiết xấu đi, mưa và những con đường bị xói mòn khiến việc tiến hành tấn công trở nên khó khăn, hạn chế hoạt động của cả hai bên. Cho dù điều kiện bất lợi, lực lượng không quân chiến thuật Nga vẫn tiếp tục không kích nhằm vào các vị trí đã được xác định của lực lượng vũ trang Ukraine ở cả vùng Kursk và các khu vực biên giới. Bom lượn FAB-3000 ngày càng được Nga sử dụng nhiều hơn, cho phép tấn công chính xác và mạnh hơn vào các vị trí kiên cố và thiết bị của đối phương. Giới chuyên gia lưu ý rằng, việc sử dụng bom mạnh như vậy cho thấy tính toán nghiêm túc của lực lượng Nga trong việc củng cố các vị trí tiếp và tiếp tục cuộc tấn công. Hoạt động cũng được duy trì ở các khu vực khác, đặc biệt là ở khu vực Sumy của Ukraine, nơi giáp với biên giới Nga. Lực lượng Nga đang nhắm mục tiêu có hệ thống vào các vị trí của đối phương và các cơ sở hạ tầng quan trọng, bao gồm các cơ sở triển khai tạm thời và các thành phần lưới điện. Cả máy bay không người lái chiến thuật và máy bay không người lái Kurin được sử dụng tích cực để tấn công các mục tiêu cơ sở hạ tầng. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 11 tuyên bố chiến dịch tấn công và hạ gục lực lượng Ukraine ở tỉnh Kursk vẫn tiếp diễn. Nhóm tác chiến phía Bắc của Nga đã đẩy lùi 6 đợt phản công của đối phương vào các khu định cư. Nhóm tác chiến tiếp tục tấn công đánh bại lực lượng Ukraine tại các khu định cư. Máy bay chiến thuật và pháo binh Nga đã tấn công các khu tập trung quân nhân và trang thiết bị của 13 lữ đoàn Ukraine ở Kursk, đồng thời tấn công các khu vực tập trung và lực lượng dự bị của Ukraine tại Sumy. Bộ Quốc phòng Nga cho biết Ukraine đã mất hơn 250 quân, 3 xe bọc thép và 6 khẩu pháo trong ngày 1 tháng 11. Theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nga, kể từ khi bắt đầu chiến sự ở Kursk, Kiev đã mất hơn 28.800 nơ binh quân nhân, 180 xe tăng, 101 xe chiến đấu bộ binh, 106 xe bọc thép chở quân, 1.062 xe chiến đấu bọc thép, 777 xe cơ giới, 254 khẩu pháo, 40 hệ thống pháo phóng loạt, bao gồm 11 hệ thống HIMARS và 6 cái do Mỹ sản xuất. Thiếu tướng Alaudinov, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quân sự Chính trị của lực lượng vũ trang Nga, chỉ huy lực lượng đặc nhiệm Akhmat hồi tháng 10 tuyên bố Moscow đã giành lại một nửa lãnh thổ ở Kursk mà Ukraine kiểm soát từ ngày 6 tháng 8 tới nay. Theo ông Alaudinov, các cuộc tấn công của Nga ở Kursk trong thời gian qua đã buộc Ukraine phải rút quân ở nhiều khu vực. Ukraine trước đó tuyên bố kiểm soát 100 khu định cư trên diện tích khoảng 1.300 km2 lãnh thổ Nga ở Kursk, đồng thời bắt khoảng 100 quân nhân Nga. Tuy nhiên, Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ chỉ trích và dẫn chứng bằng trực quan cho biết, Nga đã lấy lại 46% phần lãnh thổ mà Ukraine từng nhắm giữ ở Kursk. Các quan chức Ukraine đã tuyên bố mục tiêu chính của chiến dịch Kursk là để thay đổi nhận thức của công chúng Nga và giành được vị thế tốt hơn cho các cuộc đàm phán hòa bình trong tương lai với Moscow. Kiev cũng muốn chuyển hướng lực lượng Nga từ mặt trận Donbass về Kursk. Tuy nhiên, kế hoạch này dường như không thành công khi Moscow liên tục tiến công và giành thêm các vùng lãnh thổ ở miền đông Ukraine. Chiến sự Nga-Ukraine leo thang trong bối cảnh hai bên báo cáo thiệt hại khủng của đối phương. Ukraine nói Nga thiệt hại hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ thiết bị trong tháng 10. Dẫn thông tin từ Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine rằng trong ngày 1 tháng 11 có 74 cuộc giao tranh trên tất cả mặt trận, trong đó quân đội Nga hoạt động tích cực nhất ở thành phố Kudakovi và thành phố Prov. Bộ Tổng tham mưu quân đội Ukraine nói rằng Nga ngày qua tiếp tục tấn công bằng pháo binh và bom dẫn đường vào các khu định cư ở tỉnh Sumy. Tại tỉnh Kursk, Nga giáp biên giới Sumy, Ukraine nói rằng Nga thực hiện 22 cuộc không kích, sử dụng 27 quả bom dẫn đường trong 24 giờ qua. Văn phòng Tổng công tố Ukraine đưa tin một máy bay không người lái của Nga tấn công tòa nhà chung cư 9 tầng ở Sumy khoảng 8 giờ tối ngày 1 tháng 11, khiến 5 người bị thương. Tại tỉnh Kharkiv, quân đội Nga thả 2 quả bom dẫn đường xuống thành phố Kharkiv trong ngày 1 tháng 11. Ở thành phố Kupiansk, lực lượng Nga thực hiện 2 nỗ lực tấn công các vị trí của Ukraine. Ở tỉnh Donetsk, Nga tấn công thành phố Lyman 12 lần trong ngày, gần các khu định cư. Tại thành phố Kramatorsk,
lực lượng phòng vệ Ukraine đẩy lùi một cuộc tấn công của đối phương gần khu định cư Stupolki. Tại thành phố Todesk, Nga không tiến hành các hoạt động tấn công mà chỉ không kích vào khu vực các khu định cư Todesk, Pechka và Kotianika, thả 8 quả bom trên không. Ở thành phố Podolsk ghi nhận 21 trận giao tranh trong ngày 1 tháng 11, thành phố Kudakovi vẫn là nơi nóng nhất với 24 cuộc tấn công của Nga trong ngày qua. Bộ Quốc phòng Ukraine ngày 1 tháng 11 nói rằng lực lượng phòng vệ Ukraine phá hủy các hệ thống vũ khí và thiết bị quân sự của Nga có giá trị tổng cộng hơn 2,7 tỷ đô la Mỹ chỉ trong tháng 10. Theo bộ này, trong tháng 10, Nga chứng kiến tổn thất lớn nhất về thiết giáp kể từ đầu chiến sự với 923 chiếc hư hại, tương đương 500 triệu đô la Mỹ. Ukraine cũng tuyên bố phá hủy hoặc làm hư hại 279 xe tăng của Nga, tương đương 400 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, nhiều hệ thống phòng không pháo binh Nga cũng bị lực lượng Ukraine tấn công. Tuy nhiên, Ukraine cũng nói rằng Nga đã triển khai hơn 2023 UAV tấn công vào Ukraine trong tháng 10, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập vào tháng 9. Ukraine tuyên bố bắn hạ 1.185 UAV trong số này. Nga chưa bình luận thông tin trên. Nga tiến kỷ lục trong tuần qua. Tuần qua giành quyền kiểm soát nhiều lãnh thổ trên chiến trường Ukraine hơn so với bất kỳ thời điểm nào trong năm 2024. Trong những tháng gần đây, quân Nga tiến công mạnh mẽ vào miền đông Ukraine giành được nhiều lãnh thổ. Nga đã giành được 1.146 km vuông ở Ukraine kể từ ngày 6 tháng 8, nhiều hơn khoảng 1/4 so với 7 tháng đầu năm. Riêng tuần qua, Nga tiến thêm 200 km vuông. Trong khi đó, theo tình báo Estonia, Moscow đã giành được 150 km vuông ở khu vực tiền tuyến Donetsk trong tuần qua. Một quan chức thân cận với văn phòng Tổng thống Ukraine Zelensky nói rằng khi Nga giành được nhiều thắng lợi trên chiến trường, các quan chức Ukraine ngày càng chán nản về tương lai cuộc chiến tranh. Quân Nga được cho là đã giành được thành phố Seledovy, nhưng Ukraine vẫn chưa xác nhận báo cáo cho biết mục tiêu tiếp theo của Nga là thành phố Podolsk và thành phố Kudakovy, những trung tâm hậu cần quan trọng của quân đội Ukraine. Ukraine tổn thất 17.000 binh sĩ trong tuần. Bộ Quốc phòng Nga ngày 1 tháng 11 đưa tin rằng lực lượng Nga tuần qua thực hiện 44 cuộc tấn công bằng vũ khí chính xác vào các địa điểm công nghiệp, quân sự và năng lượng của Ukraine. Theo ước tính của bộ này, quân đội Ukraine tổn thất khoảng 17.000 binh sĩ trong các trận giao tranh với lực lượng Nga trên tiền tuyến trong tuần. Cụ thể, từ ngày 26 tháng 10 đến ngày 1 tháng 11, nhóm tác chiến phía Bắc của quân Nga gây thiệt hại về nhân lực và trang thiết bị quân sự cho 17 lữ đoàn Ukraine tại tỉnh Kursk và tỉnh Kharkiv. Thiệt hại của Ukraine trong khu vực do nhóm tác chiến phía Bắc quản lý là 2.810 binh sĩ, một xe chiến đấu bộ binh CV-90, một xe bọc thép chở quân Stryker và 59 xe chiến đấu bọc thép. Nhóm tác chiến phía Tây của Nga gây ra khoảng 3.620 thương vong cho quân Ukraine và phá hủy 14 khẩu pháo do phương Tây sản xuất trong khu vực mà nhóm này chịu trách nhiệm. Trong tuần qua, các đơn vị của nhóm chiến đấu phía Tây cũng giành quyền kiểm soát khu định cư. Nhóm tác chiến phía Nam của Nga đẩy lùi 10 cuộc phản công của các đơn vị Ukraine. Tổn thất do nhóm tác chiến phía Nam gây ra với quân đội Ukraine là 5.390 binh sĩ, 2 xe tăng, 1 hệ thống tên lửa phóng loạt HIMARS, 32 khẩu pháo. Tương tự, nhóm tác chiến trung tâm của Nga tuần qua gây ra khoảng 3.840 thương vong cho Ukraine và phá hủy nhiều vũ khí khí tài của đối phương trong khu vực mà nhóm này chịu trách nhiệm. Nhóm tác chiến phía đông của Nga tuần qua gây ra khoảng 84 thương vong cho quân Ukraine. Nhóm tác chiến cũng khiến cho đối phương thiệt hại khoảng 500 binh sĩ, 11 trạm radar tác chiến điện tử cùng 6 kho đạn dược. Ngoài ra, lực lượng phòng không Nga bắn hạ 815 UAV của Ukraine và 7 tên lửa chiến thuật tầm xa. Lính Triều Tiên không dẫn đến nhiều thay đổi trên chiến trường Ukraine. Ngày 1 tháng 11, Đại tá, người đứng đầu Trung tâm Tình báo Lực lượng Phòng vệ Estonia nói rằng sự tham gia của các đơn vị Triều Tiên trên chiến trường Ukraine sẽ không dẫn đến những thay đổi lớn trong cuộc chiến. Ông cũng cảnh báo rằng binh sĩ Triều Tiên rất có thể sẽ phải chịu tổn thất nặng nề. Quan chức này dẫn số liệu của Ukraine rằng 3.000 binh sĩ từ quân đoàn số 11 của Triều Tiên bao gồm khoảng 200 binh sĩ thuộc lực lượng đặc nhiệm Triều Tiên đã đến tỉnh Kursk. Những binh sĩ này có thể đã đến Nga vào đầu tháng 10 để huấn luyện sơ bộ tại quân khu phía đông trong khoảng 2-4 tuần, sau đó họ bắt đầu di chuyển đến chiến trường Ukraine. Ông lưu ý rằng binh sĩ Triều Tiên được huấn luyện để chiến đấu ở địa hình đồi núi nên không quen thuộc với lãnh thổ, khí hậu và địa lý của Ukraine. Quá trình huấn luyện ở Nga chắc chắn không giống địa hình thực tế, do đó có thể dự đoán rằng các đơn vị Triều Tiên sẽ phải chịu tổn thất nặng nề ở Ukraine và thậm chí có thể còn nặng nề hơn những tổn thất mà quân đội Nga đã phải chịu cho đến nay.
Moscow và Bình Nhưỡng nhiều lần bác bỏ thông tin Triều Tiên gửi quân đến Nga. Thông tin báo động về 7 vạn quân Nga vừa được cơ quan tình báo Anh chuyển tới chính quyền Tổng thống Ukraine Zelensky. Anh báo tin khẩn về 7 vạn quân Nga ở Donbass. Nga đã tập hợp 8 lữ đoàn khoảng 70.000 quân để phát động một cuộc tấn công mới vào Donbass khi mùa đông sắp đến. Thông tin báo động này đã được cơ quan tình báo Anh chuyển tới chính quyền ông Zelensky. Theo MI6, cuộc tấn công sẽ bắt đầu sau khi Nga giành được quyền kiểm soát thành phố Podolsk ở tỉnh Donetsk, miền đông Ukraine, một trong những mặt trận nóng nhất hiện nay. Lực lượng Nga được dự đoán sẽ chia làm hai mũi tiến công ở thời điểm đó. Các đơn vị chủ lực sẽ tấn công thẳng vào tỉnh, trung tâm công nghiệp quan trọng nhất của Ukraine. Các đơn vị cánh sẽ tấn công vào Slyvyan và Kramatorsk thuộc tỉnh Donetsk. MI6 khuyến nghị ông Zelensky tập trung vào việc phòng thủ Podolsk và để làm được điều đó, quân đội Ukraine cần rút khỏi tỉnh Kursk của Nga càng sớm càng tốt. Hiện chưa rõ ông Zelensky có làm theo lời khuyên của MI6 hay không. Nga giành được lãnh thổ lớn chưa từng thấy từ đầu chiến dịch. Một số khu vực tiền tuyến của Ukraine ở Donbass tiếp tục sụp đổ. Tại quận Podolsk, quân đội Nga nhanh chóng tiến vào Kudakhika và bắt đầu giao chiến ở vùng ngoại ô phía đông của Kudakovo, nút thắt quan trọng trong tuyến phòng thủ thứ hai của lực lượng Ukraine để có thể ngăn quân đội Nga tiến đến biên giới tỉnh. Bên cạnh đó, hãng thông tấn nước Nga dẫn lời Chủ tịch Ủy ban về các vấn đề chủ quyền thuộc Phòng xã hội Liên bang Nga, ông Vladimir Rogov cho biết, lực lượng Nga đã giành quyền kiểm soát một dải đất dài hơn 20 km theo hướng Nam Donetsk. Ông Rogov lưu ý rằng lực lượng vũ trang Ukraine tại đây đã nhanh chóng bỏ vị trí và rút lui. Đây là thành tựu đạt được trong vòng chưa đầy một ngày. Trong tháng 10, Nga đã giành được quyền kiểm soát lãnh thổ lớn chưa từng thấy kể từ mùa hè năm 2022. Các phòng tuyến của Ukraine đang suy yếu dưới áp lực lớn. Quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát 160 dặm vuông lãnh thổ, khiến các đường ranh giới của Ukraine bị bẻ cong dưới áp lực liên tục. Để so sánh thì trong tháng 7 năm 2024, quân đội Nga giành được chưa đến 100 dặm vuông lãnh thổ, nhưng kể từ tháng 8, con số này đã tăng lên theo từng tháng. Các cuộc tấn công của Nga đã khiến quân đội Ukraine bị kéo văng tới mức không còn có thể giữ được một vị trí của mình nữa. Đặc biệt, tình hình ở phía đông nam Donbass đang xấu đi nhanh chóng với lực lượng Ukraine. Tổng tư lệnh Ukraine tới chào lửa trấn an binh lính. Một mặt trận khiến lực lượng Ukraine vô cùng lo ngại hiện nay là Zaporizhia ở đông nam Ukraine. Trước đó, Bộ Tổng tham mưu Ukraine thông báo họ đã phát hiện Nga đã tập hợp 200.000 quân gần khu vực này, có khả năng sắp tấn công thành phố Zaporizhia, pháo đài lớn cuối cùng do Ukraine kiểm soát ở vùng đông nam. Ngay trong ngày 27 tháng 10, quân đội Nga đã giành quyền kiểm soát khu định cư tại Zaporizhia và chỉ 2 ngày sau đã đột phá qua tuyến phòng thủ của Ukraine ở phía bắc Dabotino theo hướng Odekovo, nơi sẽ mở đường cho họ tiến tới thành phố Zaporizhia. Ngày 30 tháng 10, dẫn lời ông Rogov cho biết, Tổng tư lệnh các lực lượng vũ trang Ukraine đã khẩn trương đến mặt trận Zaporizhia để dập tắt sự thất mãn và hoảng loạn đang lan rộng trong lực lượng vũ trang Ukraine. Thưa quý vị, tên lửa hành trình Tomahawk có tầm bắn 1.600 km được coi là yếu tố tối quan trọng của gói răn đe chiến lược phi hạt nhân thuộc bản kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Ukraine ông Zelensky công bố gần đây. Giới phân tích cho rằng tên lửa BGM-109 Tomahawk là một vũ khí nhạy cảm khác xa với MGM-140 ATACMS hay AGM-158 GASSM, cho nên không có gì ngạc nhiên khi ý tưởng nói trên không nhận được sự ủng hộ rộng rãi tại Mỹ. Nhưng trước khả năng khó nhận được vũ khí theo yêu cầu, báo chí Ukraine đã đặt ra câu hỏi liệu tên lửa Tomahawk có giá bao nhiêu và liệu chính quyền Kiev có thể mua sắm một cách trực tiếp nếu Mỹ không muốn đưa vào gói viện trợ hay không. Để tham chiếu giá thành, trang Defense Express nhắc tới một ví dụ cụ thể, đó là tên lửa hành trình Tomahawk đã được Mỹ xuất khẩu cho khách hàng gần đây nhất là lực lượng phòng vệ Nhật Bản. Cụ thể, vào ngày 18 tháng 1 năm 2024, Bộ Quốc phòng Nhật Bản cho biết đã ký một thỏa thuận mua sắm vũ khí trị giá lớn với Mỹ về việc mua ngay 400 quả tên lửa hành trình Tomahawk đi kèm 14 hệ thống điều khiển. Trong số này, 200 quả đạn thuộc phiên bản Block 5 tiên tiến nhất và số còn lại thuộc biến thể Block 4 cũ hơn. Nhưng cả hai đều có tầm bắn lên tới 1.600 km và dành cho tàu chiến mặt nước. Giá trị cuối cùng của hợp đồng lên tới 1,7 tỷ USD, tức là một tên lửa hành trình Tomahawk trong trường hợp thuộc hợp đồng thương mại có giá thành khoảng 4,25 triệu USD. Đáng chú ý là trước đó Tokyo đã nỗ lực thương lượng và nhận được mức giá tốt hơn so với thỏa thuận sơ bộ vào hồi tháng 11 năm 2023, được biết thời gian giao hàng kéo dài đến tháng 10 năm 2027.
nếu tham chiếu đến thương vụ trên để có được 1.000 tên lửa Tomahawk, mỗi quả có đầu đạn nặng 450 kg, tầm bắn 1.600 km cho khả năng răn đe chiến lược phi hạt nhân như Kiev mong muốn, thì họ cần phải chi 4,25 tỷ USD. Việc bổ sung chi phí cho các bệ phóng mặt đất kiểu Typhoon cũng được nhắc tới. Bởi mỗi bệ xe mang được 4 tên lửa, tức là 125 bệ phóng sẽ cung cấp tối đa 2 loạt đạn, mỗi loạt 500 tên lửa. Nhưng hệ thống này chưa được xuất khẩu nên rất khó ước tính giá trị. Không chỉ hàng tỷ đô la phải bỏ ra để mua sắm ban đầu, một khoản tiền lớn khác cũng cần được chuẩn bị sẵn nhằm phục vụ bảo trì những tên lửa này. Tuy nhiên, bên cạnh chi phí thì còn có một rào cản còn lớn hơn nữa. Tên lửa hành trình Tomahawk không được Washington cấp phép xuất khẩu rộng rãi. Trong suốt thời gian phục vụ từ năm 1983 cho tới gần đây, quốc gia sử dụng duy nhất ngoài Mỹ chỉ có Vương quốc Anh. Tới năm 2023, thêm Nhật Bản và Australia được Mỹ chấp thuận bán. Mới đây, Hà Lan thể hiện mong muốn mua Tomahawk nhưng họ cũng chưa được chấp thuận, cho dù là đồng minh thân thiết trong NATO. Do vậy, tình hình với Ukraine là cực kỳ phức tạp. Ukraine khó lòng có được thứ vũ khí mình mong muốn, kể cả khi họ chủ động và quyết tâm thu xếp được nguồn tài chính, vốn chẳng hề nhỏ chút nào. Cả giới quân sự và ngoại giao Mỹ đều cảnh báo về hậu quả thảm khốc cho quân Triều Tiên nếu họ tham chiến tại Ukraine. Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc đưa ra lời cảnh báo đặc biệt sắc lạnh nhằm vào binh sĩ Triều Tiên. Mỹ và Hàn Quốc cũng kêu gọi Triều Tiên hãy rút quân khỏi Nga. Nhà Trắng nói rằng các lực lượng Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp nếu họ chiến đấu chống lại Ukraine. Ngày 30 tháng 10 năm 2024, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin lặp lại ý này của Nhà Trắng và bổ sung rằng các binh sĩ Triều Tiên sẽ bị thương vong do tham chiến cùng Nga. Mỹ hiện chưa chứng kiến binh sĩ Triều Tiên thực sự xung trận giúp Nga. Tuy nhiên, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cảnh báo rằng nếu những lực lượng này tham chiến hoặc hỗ trợ tác chiến chống lại Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Trong khi đó, Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Robert Wood tuyên bố thẳng thừng trước Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc rằng các lực lượng Triều Tiên nếu tiến vào đất Ukraine sẽ đối mặt với hậu quả thảm khốc. Người đứng đầu ngành quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc đã kêu gọi Triều Tiên hãy rút quân khỏi Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin phát biểu tại Lầu Năm Góc vào ngày 30 tháng 10 rằng tôi kêu gọi họ rút quân khỏi Nga. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un trước đó cũng đưa ra lời kêu gọi tương tự. Mặc dù Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin kêu gọi Triều Tiên rút quân, ông vẫn cho rằng khả năng cao Moscow sẽ xúc tiến triển khai quân Triều Tiên để chống lại Ukraine. Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Jong-un cho biết, ông tin rằng việc Triều Tiên triển khai quân sang Nga có thể dẫn tới leo thang đe dọa an ninh trên bán đảo Triều Tiên. Ông nói sở dĩ ông nhận định như vậy là vì có khả năng cao Bình Nhưỡng sẽ đề nghị Nga chuyển giao công nghệ hỗ trợ chương trình vũ khí của Triều Tiên, bao gồm vũ khí hạt nhân chiến thuật, tên lửa đạn đạo liên lục địa và vệ tinh trinh sát, để đổi lại việc triển khai quân Triều Tiên giúp Nga. Nga và Triều Tiên vốn đã làm sâu sắc quan hệ đồng minh chính trị và quân sự trong tiến trình xung đột Nga-Ukraine. Tuy nhiên, tình huống lực lượng Bình Nhưỡng tham chiến chống lại quân Kiev là một bước leo thang thu hút sự chú ý rộng rãi của quốc tế. Ngoại trưởng Triều Tiên Cho Son-hui đã có mặt tại Moscow vào hôm 30 tháng 10 để hội đàm chiến lược với Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov. Trong khi đó, Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị thảo luận với Thứ trưởng Ngoại giao Nga đang thăm Bắc Kinh về cuộc khủng hoảng Ukraine. Tổng thống Nga Putin không phủ nhận cũng không xác nhận cáo buộc quân Triều Tiên được triển khai trên lãnh thổ Nga. Triều Tiên phủ nhận việc nước này gửi quân sang Nga, nhưng một Thứ trưởng Ngoại giao của Triều Tiên tuyên bố rằng nếu có chuyện gì đó thì vẫn là phù hợp thông lệ quốc tế. Đại sứ Nga tại Liên Hiệp Quốc Vasily Nebenzia nói rằng lực lượng Triều Tiên không có mặt tại tiền tuyến. Ông Nebenzia tố cả Mỹ lẫn Anh tung tin sai lệch. Washington cho biết 10.000 quân Triều Tiên đã được triển khai để đối đầu với lực lượng Ukraine. Ngày 31 tháng 10, giới chức Mỹ thông báo có tới 8.000 binh lính Triều Tiên hiện diện tại tỉnh Kursk của Nga và dự kiến sẽ lâm trận chống lại lực lượng Ukraine trong những ngày sắp tới. Một quan chức Ukraine giấu tên tiết lộ rằng quân Triều Tiên hiện đóng tại vị trí nằm cách biên giới Nga-Ukraine 50 km. Phát biểu bên cạnh các bộ trưởng quốc phòng của Mỹ và Hàn Quốc, Ngoại trưởng Mỹ Blinken cho biết các lực lượng Triều Tiên đã được huấn luyện về pháo, UAV, tác chiến bộ binh cơ bản, bao gồm khai thông chiến hào, cho thấy họ có thể được sử dụng đầy đủ cho tác chiến ở tuyến đầu. Những cảnh báo của Mỹ và Triều Tiên xuất hiện vào lúc Triều Tiên vừa thử tên lửa đạn đạo mà nước này coi là tên lửa chiến lược mạnh nhất thế giới, còn Mỹ xác định là tên lửa đạn đạo liên lục địa ICBM. Mỹ và đồng minh hiện đang cân nhắc phản ứng với hợp tác quân sự gia tăng giữa Moscow và Bình Nhưỡng. Tại buổi họp báo vừa qua, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin cho biết, chúng tôi đang tham vấn sát sao với các đồng minh và đối tác tại những nước khác trong khu vực về những diễn biến này và phản ứng của chúng tôi. Còn Ngoại trưởng Mỹ Blinken thì nói rằng Mỹ sẽ cung cấp thêm viện trợ quân sự cho Ukraine trong những ngày tới.
Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Austin tin rằng Ukraine vẫn sẽ giữ được đất ở Kursk dù quân Nga có thêm viện binh Triều Tiên. Tổng thống Ukraine Zelensky vào hôm 31 tháng 10 cũng cảnh báo lực lượng Triều Tiên sẽ bị đẩy lùi và hứng chịu thương vong. Cùng ngày, Ngoại trưởng Blinken và Bộ trưởng Austin kêu gọi Trung Quốc sử dụng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên để ngăn ngừa các động thái trên của Triều Tiên. Ông Blinken cho biết phía Mỹ rất quan tâm đến khả năng Nga hỗ trợ nâng cao năng lực quân sự của Triều Tiên. Tuy nhiên, Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc không công bố sự thay đổi nào đối với chính sách dài lâu của Hàn Quốc với nội dung cấm nước này bán vũ khí cho những khu vực đang có xung đột vũ trang, bao gồm Ukraine. Cả Mỹ và Ukraine đều kêu gọi Hàn Quốc xem xét lại chính sách này. Ông Kim Jong-un trả lời như sau cho câu hỏi liệu Hàn Quốc có kế hoạch để cung cấp đạn dược cho Ukraine theo cách gián tiếp hay không. Vào lúc này, chưa có điều gì được đưa ra quyết định. Trong một diễn biến có liên quan, Mỹ và Hàn Quốc kêu gọi Trung Quốc dùng ảnh hưởng của mình với Nga và Triều Tiên để ngăn chặn leo thang sau khi Bình Nhưỡng được cho là đã đưa hàng nghìn binh sĩ đến Nga. Ba nhà ngoại giao hàng đầu của Mỹ đã gặp đại sứ Trung Quốc tại Mỹ để nhấn mạnh những lo ngại của Washington và thúc giục Bắc Kinh dùng ảnh hưởng của mình với Triều Tiên để hạn chế hợp tác. Bắc Kinh có quan hệ đối tác không giới hạn với Moscow, đồng thời là đồng minh lớn của Bình Nhưỡng. Giới phân tích cho rằng Bắc Kinh có thể không thích quan hệ hợp tác quân sự chặt chẽ hơn giữa Nga và Triều Tiên vì lo tình hình khu vực thay đổi. Dennis Wider, thành viên cấp cao của sáng kiến đối thoại Mỹ-Trung về các vấn đề toàn cầu cho rằng sự im lặng của Bắc Kinh về động thái của Triều Tiên là đáng kinh ngạc. Ông cho rằng Bắc Kinh phải tìm ra sự cân bằng giữa việc ủng hộ Moscow và không làm xấu thêm quan hệ với phương Tây. Các nguồn tin của cả hai bên đều xác nhận lực lượng Moscow đang kiểm soát hoàn toàn Kurakhoka. Những bước tiến mới nhất của Nga có khả năng tạo ra một số vạc dầu mới nhằm bao vây quân đội Ukraine. Quân đội Nga tiếp tục phát triển nhanh về phía trước và giành được nhiều địa bàn mới trên khu vực Nam Donetsk. Lực lượng Kiev bị đẩy lùi và thất thủ tại một số ngôi làng trong vài ngày qua. Áp lực lên Kurakhovi đang gia tăng và sự sụp đổ của Kurakhoka càng làm tăng thêm áp lực này. Các nguồn tin của cả hai bên đều xác nhận lực lượng Moscow đang kiểm soát hoàn toàn Kurakhoka. Những bước tiến mới nhất của Nga có khả năng tạo ra một số vạc dầu mới nhằm bao vây quân đội Ukraine. Tình hình ven sông Oskin cũng đang ngày càng căng thẳng, trong khi đó lực lượng Nga đang mở thêm nhiều khu vực của mặt trận và Luhansk hiện gần như hoàn toàn nằm dưới sự kiểm soát của lực lượng Moscow. Theo thông tin từ phía Nga, AFU được cho là đã tập trung hàng chục xe tăng và xe chiến đấu bộ binh xung quanh Izium để phản công, nhưng vẫn chưa biết liệu những điều này có diễn ra ngay trước cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ hay không. Mọi sự chú ý đều tập trung trên mặt trận Kurakhovi, nơi diễn ra những sự kiện quan trọng nhất vào lúc này. Theo đó, thành phố Kurakhoka sẽ sụp đổ, khiến lực lượng Kiev ở Kurakhovi đang rơi vào vòng vây, chiến đấu trong thế gần như tuyệt vọng. Cuộc đột phá của lính xung kích thuộc lữ đoàn súng trường cơ giới số 150 Nga trong thành phố và các trận chiến sắp diễn ra kéo theo các hành động song song cả trên hai bờ hồ chứa, hàng rào nước chính và hỗ trợ phòng thủ của lực lượng Kiev. Theo kênh Ryba, trên mặt trận Kursk không có thay đổi đáng kể nào về tình hình chiến đấu. Có sự tạm lắng tương đối trên toàn bộ tiền tuyến. Tại các quận Galuskovo, Korenevo và Suza, những biện pháp thường lệ đang được lực lượng Moscow thực hiện để đẩy lùi các cuộc tấn công của đối phương, sau đó là các cuộc tấn công trả đũa. Thông tin lan truyền về việc Kiev bị cáo buộc sử dụng máy bay F-16 tại khu vực biên giới vẫn chưa được xác nhận. Số lượng video từ cả hai phía đã giảm đáng kể. Điều này có thể là do thời tiết xấu đi, khiến việc tiến hành các hoạt động tấn công bên ngoài các con đường trải nhựa trở nên khó khăn hơn. Không quân chiến thuật Nga đang hoạt động ở chế độ chờ. Mỗi khi phát hiện vị trí của AFU tại cả phần bị chiếm giữ của vùng Kursk và khu vực biên giới liền lập tức xuất kích. Siêu bom FAB-3000 đang được sử dụng để tấn công mục tiêu đối phương ngày một nhiều hơn. Tại vùng Sumy, các đòn tập kích của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng và phòng không của đối phương vẫn tiếp diễn, cả máy bay ném bom và UAV Geran. Moscow tập kích các mục tiêu đối phương bằng máy bay không người lái ở các khu vực Kiev, Cherkasy và Dnipropetrovsk, đồng thời phóng hàng chục tên lửa vào một cây cầu ở Jatoka, vùng Odessa. Đến lượt mình, Kiev đã tấn công các cơ sở nhiên liệu và năng lượng của Nga ở UFA bằng máy bay không người lái. Một số UAV khác đã bị bắn hạ trên bầu trời Volgograd. 10 UAV tấn công cảng biển Berdyansk nhưng hoạt động của cảng không bị gián đoạn. Về hướng Poros, lực lượng Moscow đã mở rộng một chút vùng kiểm soát của họ về phía tây Selidovo. Trên mặt trận Donetsk, lực lượng Nga đã kiểm soát Kurakhoka tiến về phía Vochanka. Trong khi ở Nam Donetsk, các cuộc đụng độ với Ukraine vẫn tiếp diễn ở khu vực Satas và Novokarankha. Ít nhất 3 nồi hầm mới đang được hình thành ở khu vực này. Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết Nga xung phong hơn 50 đợt ở Kurakhovi.
Báo cáo tối qua của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết rằng 150 cuộc đụng độ chiến đấu trên tiền tuyến, trong đó có 56 trận xảy ra theo hướng Kurakhovy. Báo cáo có đoạn, trong 24 giờ qua đã xảy ra 150 cuộc đụng độ chiến đấu. Nga tiến hành 2 cuộc tấn công bằng tên lửa, sử dụng 4 tên lửa, 35 cuộc không kích, 62 bom KAB, 490 cuộc tấn công bằng máy bay không người lái và thực hiện gần 2.600 cuộc pháo kích bằng nhiều loại vũ khí khác nhau. Bộ Tổng tham mưu Ukraine khẳng định lực lượng phòng vệ đã bẻ gãy hầu hết các đợt xung phong của đối phương ở Kharkov, Kupiansk, Liman, Toretsk, Primorsky, Orekhov. Tình hình tại Dnipro không thay đổi đáng kể, không có tổn thất về vị trí hoặc lãnh thổ nào xảy ra. Theo hướng Poros, kể từ đầu ngày, AFU đã đẩy lùi 23 cuộc đột kích và xung phong của đối phương. Lực lượng phòng vệ đang thực hiện các biện pháp để giữ một số phòng tuyến nhất định, phản công mạnh mẽ. Theo dữ liệu sơ bộ, vào ngày 31 tháng 10, đối phương đã tổn thất 320 người thiệt mạng và bị thương, cùng nhiều trang bị vũ khí khác. Tại Kurakhovy có 56 trận chiến, giao tranh vẫn tiếp diễn ở 16 địa điểm. Nga phóng UAV, báo động ở Kiev và một số khu vực. Không quân Ukraine cho biết vào tối qua, Nga đã phóng máy bay không người lái tấn công vào lãnh thổ Ukraine. Trong đêm có báo cáo rằng UAV đối phương đang di chuyển về phía Kiev. Vào lúc 19 giờ 08 phút, báo động phòng không đã được ban bố ở Kiev, Chernihiv, Sumy, Poltava, Dnipropetrovsk, Karivorod. Rạng sáng nay, cập nhật mới nhất ghi nhận hàng loạt UAV Nga xuất hiện ở Chernihiv, Kiev, Zhytomyr, Vinnytsia và Menisky. Ông Zelensky tuyên bố rằng Ukraine sẽ không bị ép phải từ bỏ lãnh thổ. Trả lời cuộc phỏng vấn với kênh truyền hình Hàn Quốc vừa qua, Tổng thống Zelensky cho biết Ukraine sẽ không nhượng bộ lãnh thổ bất kể kết quả bầu cử Mỹ và sự ủng hộ tiếp theo dành cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng bất kể ai thắng cử ở Mỹ hoặc nếu sự ủng hộ chính trị của Mỹ thay đổi, Ukraine sẽ không thỏa hiệp về lãnh thổ của mình. Nhà lãnh đạo nói, Tổng thống mới của Mỹ có thể tăng hoặc giảm sự hỗ trợ dành cho Ukraine. Việc giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ tạo cơ hội cho Nga lấn tới nhiều hơn. Việc giảm sự ủng hộ dành cho Ukraine sẽ không tạo cơ hội cho chúng ta giành chiến thắng trong cuộc chiến này. Và đó là sự thật. Bình luận về khả năng thay đổi chính sách của Washington trong trường hợp ứng cử viên Donald Trump giành chiến thắng, ông Zelensky bày tỏ lo ngại về sức ép tiềm tàng đối với Ukraine. Ông Zelensky nói, trong trường hợp của Trump, những gì ông tuyên bố là ông là một người hành động và ông chỉ muốn kết thúc chiến tranh nhanh chóng và tìm ra một số loại mô hình. Nhưng nếu Trump muốn, trong trường hợp chiến thắng của mình, chỉ cần buộc Ukraine từ bỏ mọi thứ và do đó đạt được thỏa thuận với Nga. Tôi không nghĩ rằng điều này có thể xảy ra ngày hôm nay. Tổng thống nói rằng Ukraine sẽ không công nhận các vùng lãnh thổ bị kiểm soát là của Nga, bất kể ai muốn gì, bất kể ai chiến thắng ở Mỹ và bất kể ông Putin vẫn là nhà lãnh đạo của Liên bang Nga bao lâu, điều này là không thể. Trong mọi trường hợp, Ukraine không có quyền hiến định để từ bỏ các vùng lãnh thổ hợp pháp của mình và do đó về mặt pháp lý, điều này đơn giản là không thể, bất kể ông Putin đưa ra điều gì. Ông Zelensky lưu ý. Bình luận về hoạt động quân sự của Ukraine tại khu vực Kursk, nhà lãnh đạo Ukraine nhấn mạnh, chúng tôi không cần lãnh thổ của họ. Ông tuyên bố, chúng tôi không chiếm giữ bất cứ thứ gì, chúng tôi đã tạo ra một vùng đệm, vùng mà họ muốn tạo ra theo hướng này chống lại chúng tôi. Chúng tôi sẽ không sống ở đó, chúng tôi sẽ không chiếm giữ lãnh thổ của họ, chúng tôi không quan tâm tới điều đó. Chúng tôi đặc biệt quan tâm đến việc đòi lại lãnh thổ của mình. Và nếu vào cuối cuộc chiến, các bước ngoại giao hoặc các bước quân sự chiến thuật hiện nay trên chiến trường, hoạt động này sẽ có tác động có ảnh hưởng. Chúng tôi sẽ sử dụng nó. Trong một diễn biến liên quan, Lầu Năm Góc vừa công bố gói viện trợ quân sự mới cho Kiev. Theo đó, người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin cho biết Mỹ đang lên kế hoạch viện trợ quân sự bổ sung cho Ukraine. Thông tin chi tiết sẽ được công bố trong tương lai gần. Ông Austin đã nói về sự hiện diện của quân đội Triều Tiên tại Nga. Do đó, theo chỉ đạo của Tổng thống Biden, Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường viện trợ an ninh cho Ukraine cũng như các đồng minh và đối tác của chúng tôi trong nhóm liên lạc về phòng thủ Ukraine. Chúng tôi đang nói về pháo binh, phòng không, xe bọc thép, đạn dược và các vũ khí quan trọng khác. Mỹ sẽ công bố hỗ trợ an ninh bổ sung cho Ukraine trong những ngày tới. Người đứng đầu Lầu Năm Góc nói thêm, gói viện trợ quân sự mới nhất cho đến nay trị giá 400 triệu USD đã được người đứng đầu Lầu Năm Góc Lloyd Austin công bố vào ngày 21 tháng 10 trong chuyến thăm Kiev. Sau đó, ông Zelensky cũng báo cáo rằng Washington đang chuẩn bị một gói viện trợ trị giá 800 triệu USD sẽ được sử dụng để tài trợ cho việc sản xuất máy bay không người lái ở Ukraine. Bộ trưởng Ngoại giao Ba Lan Radoslav Sikorsky hy vọng NATO sẽ cấp phép cho Ba Lan sử dụng phòng không của mình để bắn hạ tên lửa Nga bay qua Ukraine và có khả năng đe dọa nước này.
Đại diện Bộ Ngoại giao Ba Lan Ronski nhắc lại rằng người đứng đầu ngành ngoại giao Ba Lan đã ủng hộ sự tham gia của lực lượng NATO trong việc bắn hạ tên lửa Nga bay về phía Ba Lan trên lãnh thổ Ukraine và đã nhiều lần bị chỉ trích trong NATO. Như chúng ta đã biết, các nước NATO đã bày tỏ quan điểm tiêu cực về sáng kiến này và những tiếng nói tiêu cực cũng đã được lắng nghe tại Mỹ. Nhưng Bộ trưởng Sikorsky hy vọng quan điểm này sẽ được thay đổi. Ông nói thêm, vào hôm 31 tháng 10, có thông tin cho biết một nhóm các nhà lập pháp lưỡng đảng của Mỹ đã kêu gọi Tổng thống Joe Biden cho phép Ba Lan sử dụng phòng không của mình trên bầu trời Ukraine để bắn hạ tên lửa Nga. Bộ trưởng Sikorsky bình luận về điều này, thật tuyệt khi cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều ủng hộ đề xuất của Ba Lan. Tướng quân đội Ukraine, ông Dmitry Marchenko thừa nhận tiền tuyến của Ukraine đang sụp đổ. Theo ông Dmitry Marchenko, nguồn cung cấp đạn dược đang cạn kiệt là một trong những lý do chính khiến tiền tuyến của Ukraine suy yếu. Quan chức này cũng cho rằng kế hoạch chiến thắng do Tổng thống Zelensky đưa ra là sai lầm. Tuần này, lực lượng Nga tuyên bố chiếm được thị trấn Selidovy, nơi có dân số trước xung đột khoảng 20.000 người, nằm giữa Donetsk và Porozh. Porozh là một trung tâm hậu cần lớn của Ukraine và Nga đang coi đây là mục tiêu tấn công chính. Quân đội Ukraine chưa lên tiếng trước thông tin Nga chiếm được Selidovy, nhưng tướng Marchenko thừa nhận rằng binh sĩ Nga đã tiến vào thị trấn. Tôi nghĩ rằng trong tương lai gần, họ sẽ bao vây và chiếm hoàn toàn thị trấn. Điều này sẽ giúp họ có lối thoát chiến thuật đến Porozh. Đây là kịch bản tồi tệ đối với chúng tôi, ông nói. Tướng Marchenko nổi lên vào năm 2022 với tư cách là chỉ huy lực lượng Ukraine bảo vệ Mykolaiv và sau đó giúp quân đội nước này giành quyền kiểm soát thành phố Kherson. Ông Marchenko cho rằng sở dĩ các đơn vị Ukraine trên tuyến đầu suy yếu là do họ thiếu đạn dược, không được thay thế lực lượng trong thời gian dài và sự lãnh đạo kém của đội ngũ chỉ huy. Quan chức này cũng cho rằng kế hoạch chiến thắng của ông Zelensky tập trung quá nhiều vào việc cầu xin các đồng minh phương Tây hỗ trợ thêm. Kế hoạch này thiếu đánh giá hiện tại về tình hình của Ukraine cũng như không nói đến nhu cầu của chúng tôi, ông Marchenko nói. Tổng thống Zelensky đã trình bày kế hoạch chiến thắng của ông với Tổng thống Mỹ Joe Biden và nhiều nhà lãnh đạo châu Âu, nhưng phần lớn đã bị bác bỏ vì họ coi đó là danh sách mong muốn của Ukraine về vũ khí phương Tây thay vì một kế hoạch tổng thể để đánh bại Nga. Một chỉ huy quân đội Anh, người huấn luyện binh lính Ukraine cho biết quân đội Ukraine và các chỉ huy của họ đã gặp rất nhiều khó khăn để thích nghi với chiến thuật và vũ khí của NATO. Mặc dù họ đã nhận được nhiều loại vũ khí và đạn dược của NATO và phương Tây, nhưng họ vẫn chưa thể thích nghi với chiến thuật của phương Tây. Chỉ huy này phát biểu, việc một tướng cấp cao của Ukraine thừa nhận tiền tuyến đang sụp đổ là điều rất hiếm hoi. Trong khi đó, đánh giá từ các quan chức phương Tây ngày càng trở nên bi quan về cơ hội Ukraine giành chiến thắng trước Nga. Viện Nghiên cứu Chiến tranh có trụ sở tại Mỹ cho biết lực lượng Nga đã có những bước tiến có ý nghĩa về mặt chiến thuật dọc theo tiền tuyến trong vài tuần qua. Tốc độ tiến quân của Nga tại Ukraine đã gia tăng trong những tuần gần đây, nhưng vẫn chậm và phù hợp với xung đột cục bộ hơn là với hoạt động cơ giới hóa nhanh chóng. Những bước tiến nhanh chóng của Nga vào sâu trong lãnh thổ Ukraine, chẳng hạn như việc chiếm giữ một số khu vực ở Chernihiv, Sumy và Kharkov, là nhiều hoạt động cơ giới hóa vốn là đặc trưng của những tháng đầu tiên trong cuộc xung đột. Còn những bước tiến gần đây của Nga được đặc trưng bởi chiến thuật cục bộ, quy mô nhỏ. Người phát ngôn lực lượng phòng thủ miền Nam của Ukraine, ông Vladislav Volosin cho biết, Nga đang thành lập thêm các nhóm tấn công nhỏ gồm tối đa 13 người. Tại mỗi khu vực trên tiền tuyến, đối phương triển khai lực lượng theo kế hoạch của họ. Ở một số nơi thì họ tăng cường lực lượng, còn ở những nơi khác họ duy trì phòng thủ. Cuộc xung đột Nga-Ukraine đã trở thành một cuộc chiến tiêu hao và bên nào duy trì được nguồn lực, bên đó sẽ có lợi thế. Trong khi Nga đảm bảo được nguồn cung cấp đạn dược từ các đối tác như Iran, thì Ukraine phàn nàn rằng các đối tác phương Tây đã quá chậm trễ trong việc chuyển giao đạn pháo và tên lửa đã hứa. Ngoài vũ khí, Ukraine cũng đang phải đối phó với tình trạng thiếu binh sĩ trầm trọng. Họ đã trao cho những người tuyển dụng quân sự nhiều quyền lực hơn và thắt chặt luật pháp, nhưng kết quả vẫn không mấy khả quan. Ông Stanislav Karakzenko, một quan chức trong tòa án tối cao của Ukraine cho biết, ngày càng có nhiều trường hợp đào ngũ trong quân đội, cũng như việc các binh sĩ không tuân theo mệnh lệnh. Ông Karakzenko không cung cấp số liệu cụ thể về những trường hợp vi phạm, nhưng cảnh báo rằng tình hình rất nguy hiểm. Thư ký Hội đồng An ninh và Quốc phòng Quốc gia Ukraine Oleksandr Livinenko thông báo rằng nước này có kế hoạch tuyển thêm 160.000 binh sĩ. Điều này sẽ cho phép các đơn vị quân đội đạt 85% công suất. Vẫn chưa có quyết định cuối cùng nào về vấn đề này. Nhưng ông Livinenko cho biết thêm tổng cộng 1.050.000 công dân đã được tuyển vào quân đội. Việc huy động binh sĩ là chủ đề được các quan chức Ukraine thảo luận trong nhiều tuần. Các phương tiện truyền thông đưa tin trước đó rằng Ukraine đặt mục tiêu huy động khoảng 200.000 người vào cuối năm nay.
Sau đây mời quý vị cập nhật những diễn biến chính đáng lưu ý trong tình hình chiến sự giữa Nga và Ukraine. Nga tập kích phá hủy xe thiết giáp chở quân Ukraine tại Kursk. Nga cho biết các lực lượng nước này đã phá hủy một xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do Pháp sản xuất tại khu vực Kursk. Tuyên bố trên Telegram, lực lượng vệ binh quốc gia Nga cho biết Nga đã triển khai máy bay không người lái tự sát phá hủy chiếc xe bọc thép chở quân VAB của Ukraine do phương Tây cung cấp. Video quay từ hiện trường cho thấy, sau khi xác định được mục tiêu, chiếc UAV đã lao nhanh vào phương tiện khiến nó bốc cháy. Ông Zelensky nói sẽ không bao giờ chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk của Nga. Tổng thống Zelensky cho biết quân đội lực lượng Ukraine chưa bao giờ có ý định chiếm nhà máy điện hạt nhân Kursk thuộc tỉnh Kursk của Nga, nơi Kiev đã tiến hành một cuộc tấn công bất ngờ vào hồi đầu tháng 8. Nếu chúng tôi muốn chiếm nhà máy điện hạt nhân của Nga thì chúng tôi đã làm điều đó rồi. Chúng tôi có đủ khả năng chiếm nhà máy này, nhưng hành động ấy khiến Ukraine không khác gì Nga, ông Zelensky nói, khẳng định sẽ không chiếm giữ cơ sở hạ tầng quan trọng của đối phương như cách mà Nga đã làm với nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia. Liên Hiệp Quốc quan ngại trước thông tin Triều Tiên triển khai quân sang Nga. Trước thông tin cáo buộc Triều Tiên triển khai quân trên lãnh thổ Nga, một quan chức cấp cao của Liên Hiệp Quốc cho biết tổ chức này quan ngại sâu sắc về động thái đó. Ông cho biết xung đột leo thang ở Ukraine sẽ chỉ khiến gia tăng nỗi thống khổ và sự chia rẽ địa chính trị sâu sắc hơn. Miroslav Jenka, trợ lý cho Tổng thư ký Liên Hiệp Quốc về châu Âu, Trung Á và châu Mỹ, lưu ý rằng tổ chức của ông không có thêm chi tiết nào về cáo buộc Triều Tiên đưa quân tới Nga. Ông cũng nhấn mạnh rằng Liên Hiệp Quốc không ở vào thế có thể kiểm chứng hoặc xác nhận các tuyên bố hoặc báo cáo liên quan đến cáo buộc triển khai quân Triều Tiên nói trên. Tổng thống Ukraine thất vọng về vụ rò rỉ thông tin mật trong kế hoạch chiến thắng. Tổng thống Zelensky bày tỏ thất vọng về việc các thông tin mật trong kế hoạch chiến thắng của ông bị rò rỉ cho báo chí phương Tây, bao gồm việc Kiev đề nghị Mỹ chuyển tên lửa Tomahawk cho Ukraine. Đầu tuần này, tờ New York Times dẫn nguồn thạo tin cho hay Tổng thống Zelensky đã đề nghị Mỹ triển khai tên lửa Tomahawk tại Ukraine như một phần của gói răn đe phi hạt nhân trong kế hoạch chiến thắng của ông. Các nguồn tin của New York Times cũng mô tả yêu cầu của Kiev là hoàn toàn không khả thi. Tên lửa Tomahawk có tầm bắn lên tới 2.400 km, hoàn toàn có khả năng tấn công các mục tiêu xa tới tận dãy núi Urals của Nga. Nga tiết lộ chìa khóa hòa bình nhằm chấm dứt cuộc xung đột ở Ukraine. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov tuyên bố sẽ không có cuộc đàm phán nào có thể diễn ra trừ khi Ukraine từ bỏ nỗ lực gia nhập NATO và rút quân khỏi các vùng lãnh thổ Nga đang kiểm soát. Hàn Quốc xem xét gửi lực lượng tới Ukraine để theo dõi quân Triều Tiên. Một quan chức thuộc Phủ Tổng thống Hàn Quốc thông báo rằng Hàn Quốc đang xem xét gửi một đội giám sát viên quân sự sang Ukraine để theo dõi và phân tích khả năng Nga triển khai quân Triều Tiên tại tiền tuyến trong cuộc xung đột Nga-Ukraine. Lý do Mỹ cung cấp hàng nghìn xe bọc thép Humvee loại biên cho Ukraine. Trong gói viện trợ quân sự mới dành cho Ukraine, Mỹ dự định cung cấp khoảng 2.000 xe bọc thép quân sự đa năng có tính cơ động cao Humvee. Theo giới phân tích, việc chuyển giao những phương tiện này với số lượng lớn có thể mang lại lợi thế bất ngờ cho Ukraine. Không chỉ là phương tiện thay thế, xe Humvee còn phù hợp với chiến lược phòng thủ hiện tại của Ukraine. Các tuyến phòng thủ của Ukraine kết nối một số thị trấn và thành phố chủ chốt, trong đó có thành phố Kharkov, Chasivja và Svatovy. Trong môi trường đô thị, xe tăng và pháo binh thường hoạt động kém hiệu quả, buộc quân đội phải tham gia vào cuộc chiến đấu bằng cách sử dụng máy bay không người lái. Ukraine đang mất đi các khu vực đông dân cư mỗi ngày và chính quyền Kiev không thể làm bất cứ điều gì về điều đó. Sĩ quan lực lượng vũ trang Ukraine, đồng thời là cựu tổng công tố nước này, ông Yuri Lutsenko cho biết. Ông Lutsenko lưu ý, tất cả chúng ta đều sống dưới áp lực của những báo cáo hàng ngày rằng người Nga đã chiếm đóng một khu vực khác, một khu vực đông dân cư khác. Tất cả chúng ta đều thấy rằng chính quyền không phản ứng với điều này dưới bất kỳ hình thức nào. Theo viên chức này, sóng phát thanh của Ukraine tràn ngập mọi thứ ngoại trừ thông tin về tình hình thực tế. Ông kết luận, tình hình đã phát triển từ mức nghiêm trọng hơn đến mức mà tướng Matchenko gọi là sự sụp đổ của mặt trận. Đây là báo động mới nhất. Trước đó ngày 29 tháng 10, Đại tướng quân đội Ukraine Dmitry Matchenko cho biết mặt trận của lực lượng vũ trang Ukraine đã sụp đổ trước sự tấn công dữ dội của lực lượng vũ trang Nga do mất cân bằng trong kiểm soát, nhân sự mệt mỏi và thiếu quân dự bị. Vào ngày 31 tháng 10, Bộ Quốc phòng Nga thông báo các đơn vị thuộc nhóm quân Vostok đã giải phóng làng Yasnaya Polyana ở Cộng hòa Donetsk. Ngày 30 tháng 10, quân đội Nga đã chiếm đóng Karulikoka ở vùng Kharkov. Một ngày trước đó có thông tin về việc giải phóng các khu định cư Goniak, Katerinika, Doborovoli và Selidovo ở Donetsk.
Theo các nhà ngoại giao và quan chức quân sự hàng đầu của Hoa Kỳ và Hàn Quốc, phần lớn quân đội Triều Tiên được gửi đến Nga hiện đang được triển khai gần biên giới Ukraine và dự kiến sẽ tham gia cuộc chiến chống lại Ukraine trong những ngày tới. Ngoại trưởng Hoa Kỳ Antony Blinken cho biết, chúng tôi hiện đánh giá rằng có tổng cộng khoảng 10.000 binh lính Triều Tiên ở Nga và thông tin mới nhất cho thấy có tới 8.000 quân Triều Tiên đã được triển khai tới khu vực Kursk. Blinken và Bộ trưởng Quốc phòng Lloyd Austin đã đồng chủ trì cuộc họp với Bộ Ngoại giao Hàn Quốc Cho Tae-jun và Bộ trưởng Quốc phòng Kim Jong-hyun tại Washington vào thứ Năm để thảo luận về các mối đe dọa an ninh cấp bách khi họ theo dõi chặt chẽ việc Triều Tiên triển khai hàng nghìn quân tới Nga. Austin cho biết trong một cuộc họp báo chung rằng, chúng tôi đánh giá rằng lực lượng của Tổng thống Nga Putin đã huấn luyện những người lính Triều Tiên này về các hoạt động pháo binh, hoạt động UAV, máy bay không người lái và các hoạt động bộ binh cơ bản. Ông cũng lưu ý rằng ông Putin đã cung cấp cho quân đội Triều Tiên quân phục và thiết bị của Nga, và tất cả những điều đó cho thấy rõ ràng rằng Nga có ý định sử dụng các lực lượng nước ngoài này trong các hoạt động tiền tuyến trong cuộc chiến mà họ lựa chọn chống lại Ukraine. Austin nói thêm, theo các quan chức Hoa Kỳ, kể từ cuộc xâm nhập toàn diện của Nga vào Ukraine vào tháng 2 năm 2022, hơn nửa triệu quân Nga đã thiệt mạng hoặc bị thương. Đối mặt với con số thương vong ước tính là 1.200 người mỗi ngày, Nga hiện đang chuyển hướng sang Triều Tiên để tăng cường lực lượng. Trong khi Nga đã sử dụng tình nguyện viên và lính đánh thuê nước ngoài trong cuộc xung đột Ukraine, đợt chuyển khai hiện tại đánh dấu lần đầu tiên trong 100 năm qua, Nga mời lực lượng chính quy của một quốc gia khác vào lãnh thổ của mình. Nếu những người lính Triều Tiên này tham gia vào các hoạt động chiến đấu hoặc hỗ trợ chiến đấu chống lại Ukraine, họ sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp, các quan chức Hoa Kỳ cho biết. Tại Kiev, Tổng thống Zelensky cho biết Nga đang đàm phán với Triều Tiên để triển khai một lượng lớn dân thường đến làm việc tại các cơ sở sản xuất vũ khí của Nga. Zelensky cho biết ông có kế hoạch thảo luận về hỗ trợ phòng không với Hàn Quốc. Các quốc gia phương Tây cũng bày tỏ lo ngại về những gì Bình Nhưỡng sẽ nhận được từ Moscow để đổi lấy quân đội của mình. Triều Tiên đang chịu lệnh trừng phạt quốc tế vì các chương trình tên lửa đạn đạo và hạt nhân. Vừa qua, cựu Tổng thống Phần Lan Sauli Niinisto cho biết sáng kiến này là một phần trong nỗ lực của EU nhằm giúp khối này kiên cường hơn trước những mối đe dọa ngày càng gia tăng, từ thảm họa thiên nhiên đến xung đột quân sự lớn. Báo cáo khuyến khích các hộ gia đình EU tích trữ hàng hóa tự cung tự cấp cơ bản có thể dùng trong ít nhất 72 giờ vì lo sợ tình trạng thiếu hụt tiềm ẩn trong trường hợp xâm lược vũ trang thông qua các biện pháp thông thường hoặc các hoạt động thù địch khác như tấn công mạng hoặc sử dụng vũ khí hóa học, sinh học, phóng xạ hoặc hạt nhân. Đầu năm nay, Bruxelles đã giao nhiệm vụ cho cựu Tổng thống Phần Lan đánh giá nhu cầu an ninh của EU sau khi xung đột ở Ukraine leo thang, đặc biệt là để ứng phó với các hoạt động hỗn hợp ngày càng gia tăng của Nga. Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen phát biểu tại buổi trình bày báo cáo rằng một cú nhấp chuột có thể tắt lưới điện và khiến cả thành phố chìm trong bóng tối. Tài liệu này cũng kêu gọi EU tăng cường quốc phòng và chi khoảng 20% ngân sách chung, hiện có giá trị khoảng 1.000 tỷ euro, tương đương với 1,08 nghìn tỷ đô la trong 7 năm cho an ninh và phòng ngừa khủng hoảng. Ông Niinisto cho biết các quốc gia thành viên nên tăng cường hợp tác về quốc phòng châu Âu, cùng nhau đầu tư nhiều hơn để thu hẹp khoảng cách lâu dài trong sự sẵn sàng của quân đội và công nghiệp quốc phòng của chúng ta, đồng thời nhắc lại cam kết của EU về việc cung cấp viện trợ cho Ukraine trong dài hạn. Cựu lãnh đạo Phần Lan cho biết khối này cũng cần thiết lập một mạng lưới chống phá hoại để chống lại các mối đe dọa thông qua việc chia sẻ thông tin nhiều hơn, đồng thời nêu ra những lo ngại ngày càng gia tăng về các mối đe dọa từ Nga. Ngoài ra, báo cáo cũng lưu ý rằng do các nước thứ ba thù địch, đặc biệt là Nga, ngày càng sử dụng nhiều biện pháp phá hoại nên đây là lĩnh vực mà an ninh nội bộ và an ninh quân sự có mối liên hệ chặt chẽ với nhau. Niinisto cũng thúc giục tăng cường từng bước các cơ cấu tình báo của EU hướng tới một cơ quan hoàn chỉnh của EU về hợp tác tình báo. Báo cáo được đưa ra trong bối cảnh phương Tây đưa ra cảnh báo về các kế hoạch bị cáo buộc của Nga nhằm tấn công Tây Âu nếu nước này giành được chiến thắng trước Ukraine. Tổng thống Nga Putin đã bác bỏ các cáo buộc này là vô nghĩa. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cũng mô tả các cáo buộc này là những câu chuyện kinh dị và cho rằng chúng được các nhà lãnh đạo phương Tây bịa ra để đánh lạc hướng sự chú ý của mọi người khỏi các vấn đề ở chính quốc gia của họ. Bộ trưởng Tài chính Anton Siluanov cho biết chính phủ Nga đang tìm cách phân bổ lại 7.000 tỷ rúp trong dự thảo ngân sách 3 năm và chi thêm tiền cho quân đội. Dự thảo quyết định phân bổ 13,5 nghìn tỷ rúp cho quân đội vào năm 2025, chiếm 1/3 tổng chi tiêu và 6,3% GDP. Những sửa đổi mới cho thấy con số này có thể ở mức cao hơn. Đây là lần đầu tiên tỷ lệ chi tiêu cho quốc phòng của Nga gấp đôi chi tiêu xã hội. Bộ trưởng Tài chính Nga Anton Siluanov cho hay chính phủ chuẩn bị khoảng 900 điểm sửa đổi cho dự thảo.
Phần quan trọng của những sửa đổi này nhằm mục đích bảo đảm hoạt động quốc phòng và an ninh đất nước, bao gồm việc tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt, ông Siluanov nhấn mạnh. Ngoài ra, Bộ trưởng Tài chính Nga cũng đề cập đến hoạt động quân sự của Nga tại Ukraine. Hiện tại, dự thảo đã được Hạ viện Nga thông qua 6 lần đệ trình đầu tiên. Hồi đầu tháng 10, Nga cũng quyết định dành 145,5 tỷ USD cho chi tiêu quốc phòng trong năm 2025, trong đó 18,2 tỷ USD được sử dụng nhằm đảm bảo hoạt động của lực lượng vũ trang, cơ quan an ninh quốc gia và thực thi pháp luật cùng đơn vị quân đội khác của Nga vào năm 2025. Đến năm 2026, con số này tăng lên 18,7 tỷ USD và 19,2 tỷ USD vào năm 2027. Phân bổ ngân sách cho phần quốc phòng lên tới 145,5 tỷ USD vào năm 2025 và 137,5 tỷ USD trong năm 2026. Đến năm 2027 là 140,7 tỷ USD, dự thảo nêu rõ. Những khoản chi tiêu quốc phòng khác bao gồm xây dựng nhà ở và cơ sở hạ tầng giao thông, phúc lợi xã hội cho quân nhân, trợ cấp của chính phủ, cho một số công ty công nghiệp quốc phòng, cũng như chăm sóc sức khỏe, hợp tác quân sự và kỹ thuật với các quốc gia khác. Cùng thời điểm, Điện Kremlin công bố sắc lệnh của Tổng thống Nga Putin, trong đó quy định quân số chiến đấu tối đa của lực lượng vũ trang Nga tăng thêm 180.000 người lên 1.500.000 binh sĩ. Sắc lệnh sẽ có hiệu lực từ ngày 1 tháng 12. Giới chức Lầu Năm Góc và các nhà phân tích Mỹ đang lo ngại về khả năng sẵn sàng của Mỹ do không có khả năng sản xuất tên lửa mới nhanh hơn tốc độ sử dụng. Theo đó, hơn 100 tên lửa Standard Missiles đã được Mỹ phóng đi kể từ khi Hamas bất ngờ tấn công Israel vào hồi tháng 10 năm 2023. Giới chức Mỹ cảnh báo tình trạng thiếu hụt vũ khí phòng thủ quan trọng có thể khiến quân đội Mỹ dễ bị tổn thương trước một cuộc xung đột tiềm tàng ở Thái Bình Dương. Trên thực tế, các tên lửa đánh chặn Standard đã được sử dụng để chống lại hai cuộc tấn công bằng tên lửa và máy bay không người lái UAV của Iran vào Israel, cũng như ngăn chặn các đợt tấn công của lực lượng vũ trang Houthi ở Yemen. Mỹ chưa phát triển được ngành công nghiệp quốc phòng đáp ứng được cuộc chiến tiêu hao quy mô lớn ở cả châu Âu và Trung Đông, trong khi vẫn phải đảm bảo tiêu chuẩn sẵn sàng chiến đấu của nước mình. Cả hai cuộc chiến này đều là xung đột kéo dài và không nằm trong kế hoạch quốc phòng của Mỹ. Chuyên gia Elia Joseph tại trung tâm Stimson nhận định, Washington không thể công khai tiết lộ sức mạnh kho dự trữ tên lửa do lo ngại vấn đề về an ninh. Các quan chức Lầu Năm Góc cũng cho biết hiện không có kế hoạch tăng cường sản lượng tên lửa Standard. Mỗi tên lửa này có giá lên tới hàng triệu USD. Trong khi đó, nhà sản xuất Standard Missiles cũng chỉ sản xuất tối đa vài trăm tên lửa mỗi năm, nhưng phải cung ứng cho ít nhất 14 quốc gia đồng minh của Mỹ. Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sabrina Sai cho hay, trong năm qua, Bộ Quốc phòng Mỹ đã tăng cường năng lực trong khu vực để bảo vệ các lực lượng Mỹ và hỗ trợ phòng thủ cho Israel, cũng như luôn tính đến khả năng sẵn sàng cùng kho dự trữ của Mỹ. Hãng tin Reuters dẫn phát biểu của phái đoàn Ukraine dự định đọc tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc cho biết, có 3 viên tướng nằm trong số 500 sĩ quan Triều Tiên được cử tới Nga, cùng với đó là hàng ngàn binh sĩ. Theo đó, Kiev cho biết nhóm binh sĩ Triều Tiên dự kiến được chia thành ít nhất 5 đơn vị, mỗi đội có 2.000 đến 3.000 binh sĩ và được lắp ghép vào các đơn vị của Nga để che giấu sự hiện diện. Cơ quan tình báo Hàn Quốc cũng nói rằng một số vị tướng của Bình Nhưỡng có thể đã đi cùng một số ít quân được điều động đến các vùng chiến trường ở Ukraine. Ukraine nêu đích danh ông Kim Jong-buk, một vị tướng cấp cao chỉ huy các lực lượng đặc nhiệm, bao gồm quân đoàn 11, còn được gọi là quân đoàn bão táp mà cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết đã được phái đến Nga. Trong khi đó, ông Michael Madden, chuyên gia về Triều Tiên tại trung tâm Stimson, có trụ sở ở Mỹ nhận định vai trò của Kim có vẻ lớn hơn. Ông Kim đã xuất hiện tại 7 sự kiện với nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un trong năm nay, bao gồm các cuộc tập trận của lực lượng đặc biệt. Đây là một đợt triển khai lớn và gần như chưa từng có đối với quân đội Triều Tiên. Ông Madden nói và cho rằng tướng Kim đang ở Nga với tư cách là đại diện của ông Kim Jong-un. Do có một số nhiệm vụ hành chính và liên lạc, nên ông Kim Jong-un đã cử ông Kim đến làm người ra quyết định thay cho đến khi sự hiện diện của quân đội Triều Tiên được hoàn chỉnh. Cuối cùng, ông Kim Jong-buk có thể chuyển giao quyền chỉ huy cho một số sĩ quan quân đội Triều Tiên cấp dưới. Hai tướng lĩnh cấp cao được Ukraine xác định bao gồm Ri Chang-ho, Phó Tổng Tham mưu trưởng kiêm Tổng cục trưởng Tổng cục Trinh sát, và Thiếu tướng Shin Kum-chon, Tổng cục trưởng Tổng cục Tác chiến, là người đứng đầu cơ quan tình báo chính của Triều Tiên kể từ khoảng năm 2022. Ông Ri đã bị Hàn Quốc trừng phạt với cáo buộc giám sát các nỗ lực tấn công mạng lớn nhằm đánh cắp công nghệ và ngoại tệ. Giống như ông Kim, ông Ri cũng tháp tùng nhà lãnh đạo Kim Jong-un đến một số sự kiện lớn trong năm nay, bao gồm cả việc kiểm tra một căn cứ hải quân ở bờ biển phía đông.
Ông Madden cho biết sự nghiệp của ông Shin vẫn chưa rõ ràng, nhưng với cấp bậc một sao, ông này có khả năng sẽ nắm quyền chỉ huy quân đội Triều Tiên ở Nga sau khi ông Kim và ông Ri rời đi. Cùng ngày, Trung tâm chống thông tin sai lệch Ukraine khẳng định quân đội Triều Tiên đã có mặt tại các vùng lãnh thổ tạm thời bị chiếm đóng của Ukraine, đặc biệt là ở Donetsk. Hãng tin Urinform dẫn lời người đứng đầu của CCD Andriy Kovalenko nói rằng lực lượng này chưa tham gia cuộc chiến vì họ chỉ là lính công binh. Những người lính Triều Tiên này mặc quân phục Nga, có giấy tờ Nga, ông Kovalenko khẳng định. 10.000 đến 12.000 lính Triều Tiên có mặt sẽ giúp rút quân Nga khỏi hướng đó và tiến về phía đông, đặc biệt là khu vực Kharkov. Do đó không nên đánh giá thấp mối đe dọa từ quân đội Triều Tiên, ông Kovalenko phân tích. Tổng thống Ukraine Zelensky cho rằng thách thức lớn của Kiev là tới nay chỉ 1/10 số vũ khí mà Mỹ cam kết sẽ viện trợ trong năm 2024 được chuyển ra tiền tuyến. Theo Kiev Post, phát biểu gần đây của Tổng thống Zelensky rằng chỉ có 10% viện trợ quân sự mà Mỹ hứa chuyển cho Ukraine trong năm nay thực sự đã đến được tay phía Kiev là có cơ sở. Trước đó, trong cuộc họp báo ở Reykjavik, ông Zelensky nói rằng một trong nhiều vấn đề của Ukraine trong cuộc chiến với Nga chính là vũ khí viện trợ của đồng minh hứa hẹn đến quá muộn hoặc chưa đến. Điều này làm ảnh hưởng tới kế hoạch tác chiến của Ukraine. Theo ông Zelensky, 90% viện trợ quân sự được Quốc hội Mỹ phê duyệt cho năm tài chính 2024 vẫn chưa được chuyển đến chiến trường Ukraine. Đây chính là vấn đề. Ukraine phải làm gì khi Nga đạt được đà tiến ở mặt trận phía đông? Ukraine phải xem xét lực lượng quân dự bị, các lữ đoàn đặc biệt, kiểm đếm các thiết bị quân sự được viện trợ từ Mỹ. Nhưng vấn đề là Ukraine mới chỉ nhận được 10% số đó dù các gói viện trợ đã được bỏ phiếu thông qua. Quốc hội Mỹ đã thông qua, vấn đề không phải là tiền mà là thủ tục hành chính và hậu cần, ông Zelensky cho biết. Mỹ chưa đưa ra bình luận chính thức về con số mà ông Zelensky đưa ra. Tuy nhiên, Kiev Post đã dựa vào con số mà Lầu Năm Góc công bố để tính toán về thực tế vũ khí đã được chuyển cho Ukraine trong năm nay. Từ tháng 12 năm ngoái, Mỹ đã gián đoạn hầu hết viện trợ quân sự cho Ukraine vì bất đồng giữa phe Dân Chủ và Cộng Hòa. Giai đoạn này kéo dài 5 tháng cho tới khi Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng 4 ký một đạo luật nhằm viện trợ 60,84 tỷ USD cho Ukraine. Dự kiến hoàn thành vào cuối năm tài chính 2024. Kể từ đó, Lầu Năm Góc thực hiện việc giải ngân khoản viện trợ, phần lớn là rút vũ khí hoặc đạn dược hiện có của Mỹ từ trong kho ra để chuyển cho Ukraine. Khoản tiền viện trợ sẽ được dùng để mua vũ khí mới, bù vào lượng đã rút ra. Tuy nhiên, theo Kiev Post, mỗi tháng Lầu Năm Góc chỉ giải ngân được lượng vũ khí dưới 1 tỷ USD, ít hơn hẳn so với số tiền mà họ cần phải chi ra để đảm bảo viện trợ gần 61 tỷ USD mà Mỹ đã cam kết. Theo số liệu của Lầu Năm Góc, công bố vào tháng 12 năm 2023, tổng giá trị viện trợ cho Ukraine từ tháng 2 năm 2022 tới thời điểm nói trên là 44,9 tỷ USD. Một thông cáo báo chí ngày 21 tháng 10 của Lầu Năm Góc cho thấy tổng số tiền Mỹ thực chi cho Ukraine tới nay là 59,5 tỷ USD. Như vậy, Mỹ đã chi 14,6 tỷ USD để viện trợ Ukraine tính tới tháng 10 năm nay, bằng 25% kế hoạch mà họ thông qua vào tháng 4. Tuy nhiên, theo Kiev Post, trong số tiền 14,6 tỷ USD nói trên, quân nhân Ukraine mới thực sự nhận được lượng vũ khí trị giá 6 tỷ USD. Phần 8,6 tỷ USD vũ khí còn lại đang nằm dưới dạng đã được chi nhưng chưa được giao tới chiến trường, tức là vẫn nằm trong quá trình phân phối. Đây là lý do mà ông Zelensky phàn nàn về việc vũ khí tới Ukraine với tốc độ chậm mới chỉ đạt được 1/10 mục tiêu năm nay. Trên chiến trường, Ukraine đang phải đối mặt với thách thức lớn khi Nga tiến công quá nhanh chóng và kiểm soát hàng loạt vùng lãnh thổ trong những tuần qua. Với tiến độ tuy chậm nhưng không ngừng nghỉ, quân đội Nga đã tiến quân tại nhiều điểm dọc theo mặt trận giao tranh ở Ukraine trong nhiều tuần qua, kiểm soát dần từng ngôi làng. Thực trạng này làm dấy lên nghi ngờ về khả năng của Ukraine trong việc ngăn chặn làn sóng tấn công, chứ chưa nói đến việc đẩy lùi lực lượng Nga đang tiến công. Hầu như mỗi ngày, Moscow tuyên bố có một bước tiến mới. Kể từ khi xung đột nổ ra, Nga đã duy trì ưu thế về pháo binh, bất chấp lệnh trừng phạt của phương Tây. Những bước tiến hiện tại của Nga đã làm suy yếu tinh thần của người Ukraine. Kiev đang phải vật lộn để tuyển quân, trong khi nhiều binh lính đã đào ngũ và từ chối chiến đấu. Cả Mỹ, Ukraine và Nga những ngày qua đều có các phát ngôn quan trọng liên quan đến thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Trong cuộc họp báo với người đồng cấp Hàn Quốc và các bộ trưởng quốc phòng Mỹ-Hàn, Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken nói rằng quân Triều Tiên được triển khai tới tỉnh Kursk của Nga có thể sẽ chiến đấu với Ukraine trong những ngày tới. Theo lời ông Blinken, thì hiện có 10.000 binh sĩ Triều Tiên ở Nga, trong đó có tới 8.000 quân ở khu vực Kursk.
Cũng theo ông Blinken, Nga đã huấn luyện binh lính Triều Tiên về pháo binh, máy bay không người lái UAV và các hoạt động bộ binh cơ bản, cho thấy Moscow hoàn toàn có ý định sử dụng lực lượng này trong các hoạt động ở tiền tuyến. Ngoại trưởng Blinken lưu ý rằng nếu tham chiến, quân Triều Tiên sẽ trở thành mục tiêu quân sự hợp pháp. Chúng tôi vẫn chưa thấy những binh sĩ này chiến đấu chống lại lực lượng Ukraine, nhưng chúng tôi dự kiến điều đó sẽ xảy ra trong những ngày tới, ông Blinken nói. Cũng tại buổi họp báo, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin cho biết sẽ công bố khoản viện trợ an ninh mới cho Ukraine trong những ngày tới. Ở diễn biến liên quan, Tổng thống Ukraine, ông Zelensky đã chỉ trích một số đồng minh của Kiev vì không lên tiếng trước thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Ông Zelensky nhấn mạnh rằng phản ứng yếu ớt như vậy sẽ chỉ khuyến khích Nga tăng cường đội ngũ hơn mà thôi. Tổng thống Nga Putin đang kiểm tra phản ứng của phương Tây và tôi tin rằng sau tất cả những phản ứng này, ông Putin sẽ quyết định và tăng cường đội ngũ. Phản ứng của phương Tây hiện nay gần như bằng không, ông Zelensky nói. Cho đến thời điểm này, Moscow và Bình Nhưỡng đã nhiều lần bác bỏ thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Cả Moscow và Bình Nhưỡng chưa có phản ứng về phát ngôn của ông Blinken liên quan thông tin Triều Tiên đưa quân sang Nga. Song trong ngày 31 tháng 10, người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov nhắc lại rằng Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện giữa Nga và Triều Tiên bao gồm hợp tác trong mọi lĩnh vực, không làm sợ hãi hay lo ngại bất kỳ ai. Chúng tôi vẫn cam kết với hiệp ước đã ký và với lợi ích của chúng tôi trong việc phát triển quan hệ với nước láng giềng trên mọi lĩnh vực. Điều này không làm ai sợ hãi hay lo ngại. Cả Triều Tiên và Nga đều có chủ quyền trong việc thúc đẩy quan hệ với tư cách là quốc gia láng giềng, ông Peskov cho hay. Ngày 25 tháng 10, Tổng thống Nga Putin cũng lên tiếng rằng Moscow và Bình Nhưỡng có quyền tự do quyết định cách thức viện dẫn điều khoản hỗ trợ quân sự trong Hiệp ước Đối tác Chiến lược Toàn diện. Đây sẽ là quyết định có chủ quyền của chúng tôi về việc có nên đưa điều gì đó vào thực tế hay không, cũng như cách thức và địa điểm thực hiện. Nhà lãnh đạo Nga lưu ý rằng hai nước có thể tập trận, huấn luyện và chia sẻ một số kinh nghiệm nhất định và lưu ý đây hoàn toàn là việc của riêng chúng tôi. Về phía Triều Tiên, trong phát ngôn mới nhất, Triều Tiên khẳng định rằng bất kỳ động thái nào của Bình Nhưỡng đều sẽ tuân thủ luật pháp quốc tế. Cụ thể, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Triều Tiên Kim Jong-il nói rằng Bộ Ngoại giao Triều Tiên không trực tiếp tham gia các vấn đề do Bộ Quốc phòng xử lý. Nhưng lưu ý rằng nếu có điều gì đó mà giới truyền thông thế giới đang nói đến, tôi nghĩ đó sẽ là một hành động tuân thủ các quy định của luật pháp quốc tế. Trong bối cảnh Nga đang dần siết chặt vòng vây tại Kursk, quân đội Ukraine quyết định phá vòng vây nhưng dưới hỏa lực của đối phương, binh sĩ Kiev đã phải chịu tổn thất nặng nề. Tại khu vực Kursk, mặc dù quân đội Nga chưa thể bao vây hoàn toàn cụm quân phía bắc Ukraine, nhưng họ đã thành công trong việc chia cắt và phong tỏa nhiều khu vực nhỏ hơn. Hiện tại, tình hình cho thấy quân tiếp viện Ukraine đang nỗ lực tấn công vào vòng vây lớn của Nga nhằm phá vỡ vòng vây để cứu viện cho các đơn vị bị chia cắt. Trong khi đó, quân đội Nga vừa đối đầu ác liệt với quân tiếp viện Ukraine tại các điểm yếu trong vòng vây, vừa tiến hành thanh lọc các lực lượng Ukraine bị chia cắt bên trong. Quân Ukraine có thể nhận ra rằng các đơn vị còn sót lại trong vòng vây sẽ không cầm cự được lâu, nên bắt đầu phản công và tìm cách phá vây. Trong khi quân đội Nga cũng triển khai lực lượng tên lửa, sử dụng tên lửa đạn đạo để tấn công trực tiếp vào các làng mạc ở khu vực Kursk do Ukraine chiếm giữ, nhằm đẩy nhanh chiến dịch dọn dẹp. Các trận chiến khốc liệt nhất vẫn đang diễn ra trên tuyến đường từ Daryno đến Novovanoka, bao gồm cả khu vực phía đông và phía nam Libimoka, cùng nổ ra giao tranh dữ dội. Quân tiếp viện Ukraine đang phản công quyết liệt, nhưng chưa kịp tiến tới rìa làng đã bị đẩy lùi. Theo nhà quan sát Mikhail Vinchuk, vào ngày 29 tháng 10, quân Nga đã bắt đầu một cuộc phản công quy mô lớn vào làng Novovanoka sau khi nhận được viện trợ, dù trước đó đã bị đẩy ra khỏi khu vực này. Với sự hỗ trợ của pháo binh hạng nặng và xe bọc thép, bộ binh Nga đã đột phá thành công từ vùng ngoại ô phía Tây vào bên trong làng. Dù quân Ukraine kiên trì phòng thủ và dùng xe bọc thép để phản công, nhưng sau khi mất một số xe bọc thép, hỏa lực trực diện của họ đã giảm đáng kể. Hiện tại quân Nga đang tái lập thế trận ở khu vực phía Tây của ngôi làng, nhưng vị trí này vẫn chưa ổn định, trong khi khu vực phía Đông đang rơi vào tình trạng giằng co. Do tầm quan trọng của ngôi làng này, quân Ukraine đã điều động lữ đoàn cơ giới số 47 tiến hành phản công dữ dội. Với số lượng nửa đại đội cùng sự hỗ trợ của xe bọc thép, quân Ukraine đã tiến hành 3 đợt tấn công vào các vị trí của quân Nga. Sau khi mất 25 binh sĩ, họ ngừng tấn công quy mô lớn và chuyển sang chiến thuật quấy rối. Theo ước tính ban đầu, quân Ukraine đang điều động thêm lực lượng và dự kiến sẽ sớm mở một cuộc tấn công mới. Gần làng Daryno, sau khi sử dụng tên lửa nhiệt áp và bom 3 tấn tấn công vào khu vực, quân Nga đã tiến vào khu vực phía tây của làng và tiến tới trung tâm. Tuy nhiên, do quân Ukraine liên tục điều động lực lượng dự bị, Nga vẫn chưa kiểm soát được hoàn toàn khu vực phía tây của làng và quân Ukraine cũng chưa giành lại được. Hiện tại khu vực này đang trong tình trạng giằng co.
trong khi phía đông của làng vẫn do quân Ukraine kiểm soát. Vì làng này gần tỉnh Sumy nên quân đội nước này có thể nhanh chóng nhận được viện trợ, gây khó khăn cho quân Nga trong việc chiếm làng. Theo kênh Telegram True Major, để cắt đứt viện trợ cho quân Ukraine ở Darino, máy bay Nga đã vượt biên giới và oanh tạc điểm tập trung của quân Ukraine tại làng Yuraka, tỉnh Sumy. Truyền thông Ukraine sau đó cũng đã đưa tin quân đội Kiev thương vong nặng nề. Trong khi quân tiếp viện Ukraine đang cố gắng tiến lên để phá vỡ vòng vây lớn của quân Nga, các lực lượng còn lại của cụm quân Ukraine ở phía bắc Kursk cũng bắt đầu tìm cách phá vây. Theo kênh Telegram Mass, trong ngày qua, khoảng 300 binh sĩ Ukraine tại làng Pogrebki đã cố gắng trốn thoát về Malaja, Lonia vào đêm hôm trước. Nhưng khi họ cố gắng vượt qua vòng vây, đã bị hỏa lực pháo binh và máy bay không người lái của Nga tấn công, khiến hơn 100 binh sĩ thiệt mạng. Do các cuộc phá vây tương tự diễn ra thường xuyên, quân Ukraine đang phải chịu tổn thất nặng nề. Theo thông tin từ một trang công khai của Ukraine, Lữ đoàn Bộ binh Cơ giới số 22 từng là một trong những đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine, gần như đã bị xóa sổ. Trước khi tiến vào Kursk, lữ đoàn này có khoảng 3.500 đến 4.000 binh sĩ, nhưng hiện tại chỉ còn khoảng 20% quân số có thể chiến đấu, tỷ lệ thương vong lên tới 80%. Mặc dù Bộ Chỉ huy Ukraine đã cử các đội chặn lại, nhưng vẫn không thể ngăn cản quân đội Ukraine ở tiền tuyến rút lui. Nhiều sĩ quan Kiev đã dẫn đầu cuộc tháo chạy. Thiếu tướng Dmitry Marchenko của Ukraine thẳng thắn thừa nhận tình trạng thê thảm của quân đội. Ông cho biết mặc dù đã điều các đơn vị tinh nhuệ nhất của Ukraine đến Kursk, họ vẫn không có mục tiêu và kế hoạch rõ ràng tại đây. Và do thiếu hụt binh lực cùng đạn dược, tuyến đầu đã bắt đầu sụp đổ.